Giờ mình sẽ quay cái bánh cho anh em nghe thôi, nghe xem nha. Đây là cái bánh này nó mạnh nha nè. Quay viên trước nè. Bánh này có ai nhìn trên top này nó kỳ vị xuống đường nó êm ru nè. Rồi mình bật hộp số rồi nè. Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình có thời gian mình quay video mới nha anh em. Tại mình bỏ lâu rồi, mình mấy hôm nay mình cũng không làm nữa, mình bắt công chuyện quá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về bài của mình, đi bài bòn nha anh em. Bài này không có đem đi đua rồi nha, bài này chỉ chạy bòn thôi, không có nhanh nha. Đây chiếc xe của mình đây, mình đây mình không phải là mình show, mình khoe chiếc xe mình nữa, mà mình giới thiệu cái bài mình xe mình đi thôi nha. Đây chứ không mâm mình đi nè. Các bạn đi cái thắng đĩa này mệt lắm nha các bạn, cực nữa. Mình cũng không bán nữa đâu, mắc nữa, nhưng các bạn thằng mắc quá. Chứ nó cực lắm, làm cực lắm. Canh không có chuẩn thì nó bị cọ bán á, cọ mâm ơi. Đây, đây tác hại của mình đi mưa, nó dơ rồi. Không thấy nó dơ hài luôn rồi. Nó dơ hài rồi. Đây, mình còn đi học, nên mình làm xe mình vừa đủ chợ đi học rồi. Mình, nhà mình đấy tượng 15 cây lần nha các bạn. Tự lực làm nhẹ, mình đi học nên mình không có làm bài lớn anh em, mình làm với truyền thống viên thôi, mình chạy thôi. Đây mình giới thiệu cấu hình nha, rồi mình sẽ đẩy hình cho các bạn thêm rõ luôn. Đây cái bánh sau mình là mình đi cái lỗi 5W 80W 8+ bản khoảng 2.5 đến 3 phân anh em. Cái chiều mà cái lá thép á, lá thép ngang á là nó cỡ đó. Còn mình đây là bo 800 của Singapore, 800 của Singapore nha anh em. Đó, đây đường điện mình lằng nhằng á. Đây mình bắt bằng cái cục cây này, làm cục cây mình không có ấy. Dưới đây là mình đi một con trụ 2000MDF luôn. Nha anh em. Em thấy không? Với mình đi một cục nguồn, đây cục nguồn này nè. Mình đi cục nguồn để nuôi đường điện cho hai cái bóng. Mình đi bóng chịu 48W nhưng mình đi cho 12W cho nó ổn định. Đó. Rồi mình đi hộp số 6 nha, ở trong cái cục này cho mình đi cho gọn nha anh em. Chứ mình không đi ở ngoài. Nên mình không đi dây mắt luôn. Cái bài mình đi là nó hiện luôn khỏi cần dây mắt nha anh em. À, quay rồi đi. Đây ba dây bự ra nè, mình đi dây dừa thôi. Bài nào lớn thì mình mới dây lớn, dây nhỏ mình dây nhỏ. Dây này của dây hộp số à, mình bọc ren cơ nhiệt luôn. Đây. Mình thì đi 5 bình. 5 bình hồi đó đạp mình đi su bay. Mà mình thấy không có bền, mình chuyển qua bình bình đó thì có 14A thôi, bình này 14, ô bình kia 12A thôi. Không biết anh em nói sao mà bình đó nó bền, mình thấy không có bền bằng cái bình này đâu nha anh em. Bình này là bình 14A. Mình không cần biết thương hiệu gì á, mà mình kỹ còn số A nó lớn là mình chỉ sẽ đi lâu thôi nha anh em. Nha, anh em đừng có coi thương hiệu, tại bình này cũng là hãng nào cũng của Trung Quốc thôi. Cũng tùy cái thì nó dởm quá thôi nha. Mình dùng sạc. Gặp mình dùng sạc 20A nó sạc nhanh đó. Cái bình mình cũng không mau, mình sạc nhanh thì được, cái thì nhanh, nó nhanh đầy điện nè, nhưng mà mau hư. Nó mà không phải nó mau hư mà nó nóng bình đó. Anh em sạc mà sạc về mà sạc gấp là mau nóng bình đó. Nó mới là giảm tuổi thọ của bình đi chứ không có mau hư, nó giảm tuổi thọ thôi chứ không có hư liền. Rồi xe mình Asama có dàn áo mình dọn xuống, còn Asama sườn nha anh em. Sơn thì mình chưa sơn lại, mình mới hàn thêm cái cây trắng ở giữa nè anh em, thấy không? Mình hàn vậy cho chắc nha anh em,
chứ anh em hàng thử cái cây này anh em mới biết được, chứ đừng nói mình làm gì cho gớm thấy gớm vậy nha. Mình đi ẩu phá ở trong trọng, hôm nay mình đi hộp số từ bộ số khóa ga đi, mỗi tay thì mình khóa ga lại mình đi ở gần bình ga ha anh em. Bên đây cùng công tác đá xin với pha cót đi về cái nào công tác hộp số nha. Đây nè, tay tháng dầu cùi thôi, muốn món mình sẽ đổi tới tháng mới với bớt nó bị sượng anh em, nó bị bớt bị sượng khó chịu lắm nha. Mình đi với dầu cũng loại dự tốt, một loại tốt của trăm mấy chứ phải loại mấy chục ngàn anh. Mình mua kiếm cái dầu kia mà kiếm không, mình chưa đặt về, đặt mình chừng nào mình thay cái tay dầu ngon đi rồi mình sẽ đi dầu mới luôn, rồi tốt luôn, heo tốt luôn. Đây dây cái này sình quá, sình này mình rửa tước ngày đó, mình đi mưa xong nó dậy luôn nữa, thành dây luôn nè. Còn đĩa hả, đĩa mình chế luôn nha, mình không bán nữa đâu. Ở lớp ngoài ăn không ngon chứ lớp trong ăn đẹp lắm nè, lớp trong ăn được. Sao anh em về anh em hỏi sao mình đi bánh ngựa, đây là do này nè, cục này nè, do mình muốn đi gym thôi, mình để cục đó lại, mình không cắt chứ không mà mình đem cái heo bên đây qua bên đây à, rồi bánh nó sẽ như cũ nha, tại mình để gym phù thôi. Nó hổm đi ốc G5 mà anh em mua quá trời, mình mới tháo mình bán nè. Ốc mình tháo ra chứ không phải là nó cũ nha anh em. Mình ấy thôi, chỉ là mình bán không kịp, mình tháo xe mình bán thôi. Chứ nó không có cũ, bao anh em luôn nha. Phục thì mình mốt mình đi phục, mình thay dầu, đi lại phục. Chứ thắng này anh em mà không đi lại phục là nó bị sực ra khó chịu, nó bị sực khó chịu lắm. Cái phục này nó mềm lắm, mình đi cứng, mình thích đi cứng hơn. Anh em nói vậy, anh em đi nói chén cậu hư, mình thấy không có hư nha anh em. Mà đi mưa cái vật đạn nước nó vô nó hư vật đạn đây anh em. Mình thay lần này lần thứ hai đó. Mà mình mốt mình thay mỗi bò thêm mà nước nó không có vô đâu, mình cũng chủ quan mà biến lắm. Canh này mạnh lắm nên mình không có thay mỗi bò ở không. Dầu thì mình đi với dầu này, mình đi dầu gì á. Anh em mà chơi xe Honda anh em đừng có đi dầu mà dầu thường nha. Nó tốt tâm máy với mình đi là thấy từ màu đỏ nó chuyển qua màu trắng rồi. Nước không nóng. Nha. Yeah. Rồi, mình đi với hai cái đèn L4, L4 với L6. L6 là pha cái xe tải tắt nha anh em. Đây. L4 là mình đi được 2 3 năm rồi nha. Ủa. À đúng 2 3 năm rồi, chứ không có nó quá. Nó hiểu rồi. Giờ mình sẽ quay cái bánh cho anh em nghe thôi, nghe xem nha. Đây là cái bánh này nó không mạnh nha anh em. Giờ mình quay quy viên trước nè. Đó. Quy viên nha. Đó. Đó. Bánh này nó quay viên trên đất thì nó kêu xuống đường nó im ru nha anh em. Không. Rồi mình bật hộp số lên nè. Dạ anh em hỏi mình gắn con trụ chi, rồi mình sẽ giải thích luôn nha anh em. Rồi mình gắn con trụ mình giúp cái đề ba lúc đầu nha, cái lúc mà ra đầu á, mình hiện lên thì nó bị tụt điện, nhưng mình sẽ con trụ này nó đỡ. Thứ nhất là nó giúp hao để ít hao điện hơn, thứ hai là nó giúp đề ba mạnh hơn nhau nè. Bình 14A nó sẽ tăng lên thêm được 1A, nếu dưới con trụ này được 2-3A được. Bây giờ mình có bán thêm con trụ mà xanh nhỏ nhỏ bụi nhỏ nhỏ nữa,
cái đó thì nó không hiệu quả không bằng con trụ. À, anh em bỏ bỏ tiền để mua con trụ này. Con trụ này mai mốt mình sale rất là rẻ nha anh em. Anh em nhớ đăng ký xem video để mình ủng hộ mình nha. Để mình bán con trụ này anh em, để anh em mua. Đó. Đây. Đây là toàn cảnh của xe mình. Đó. Đó anh em. Đó. Anh em nhớ đăng ký video mình nha. Đăng ký kênh mình chứ để xem những video hay nữa. Rồi hẹn gặp lại.